Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Em bảo là các cháu nên vẽ hình sĩ kẹo ra luôn thỏ đấy. Ơ, thì gắt. Xạo lìn, đùa. Thế hóa ra các bạn là họa sĩ à, vẽ hẳn hình sĩ kẹo. Chắc là nó ra cái hình gì nữa, không biết anh em ạ. Vẽ hình sĩ kẹo ra thỏ hơi bị gắt rồi anh em ơi, tôi sợ đấy. Fan sĩ kẹo này xạo lìn ghê nhỉ. Ơ, qua đây coi. Ủa bạn ơi, bạn ơi, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi. Mình có phóng liệu mà nó nốc rồi. Đồ. Ông chơi với phóng liệu được không? Bắn nó gần chết rồi mà các bạn lại nói là như vậy. Bạn chơi với phóng liệu được không bạn? Đừng mấy khi bạn có phóng liệu. Không có đạn súng trường bạn ơi. Mình có 173 viên, mình vứt cho này. Vứt cho hai bao này. Ok ok, cầm đi không? Cái này bạn tốt quá, mình cảm động rất là mát mất. Ơ, coi như là cho cái mạng vừa rồi. Ừ, cũng được. Qua đây coi. Chúng ta sẽ có thêm 2 túi máu nha các bạn. Mới vào được trận thì cáo đã có được một cái ba lô ba. Thế nên là bây giờ tôi có 5 túi máu rồi ông ơi. Thoải mái, thiếu là thiếu thế nào. Vừa lượm thêm được cái chảo cho em ông anh em ơi. Qua bên này coi. Ui, lại món nữa hả, nhiều thế. Thế này nhiều máu quá rồi anh em. Ok ok. Ba lô 2 này, ok. Ok, nốc thằng thứ 2 bằng một viên M79. Yeah. À đủ. Mọi thứ nó xảy ra nhanh quá. Ừ, chưa kịp nắm bắt thông tin gì cả. Đổi qua MP40 này anh em. Mình có làm gì đâu, chỉ làm một cái mạ thôi mà bạn. Bạn thấy mình chơi combo dị không? Mình đang chơi combo MP40 với lại M79 bạn ạ. Bạn biết combo này để làm gì không? Hi hi, không súng trường. Combo rẻ tiền. Ơ, đâu? Combo xịn mà bạn. Sao bạn lại bảo combo rẻ tiền? Thế nào anh em ơi, chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào anh em. Đấy, chạy lại trên cái đá. Chị Phương Anh đâu hả? Ủa? Anh em ơi, hôm nay gấu bạn đây là không có chơi kẹo nha. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhé. Avocado xin cảm ơn 1155 bạn đang xem live nha. Anh em nào đang xem live mà chưa follow thì nhớ là follow để ủng hộ cho kẹo nhé. Và đừng quên là chia sẻ lại stream nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ui, chỗ này bữa nay hay có nghe vàng nhiều không? Ê, cái nhà 2 tầng nhá. Cái nhà 2 tầng bên trái. Ok ok đây. Bây giờ ông ơi. Đấy đấy. Có nên cho một viên phóng lựu lên trên không nhỉ? Hai thằng nhá. Cẩn thận đấy. Ok. Nó một đứa rồi. Để lên. Xây cho nó. Ui. Cứu okay, nhau à. Ok ok ngon. Như vậy là kẹo đã dùng xong viên phóng lựu cuối cùng. Hôm nay là kẹo chơi lên tay anh em ạ. 3 viên phóng lựu trúng cả 3 luôn. Đấy. Nhưng mà hôm nay bắn cả 3 viên không biết là có trúng viên nào hay không. Bây giờ đổi qua Ska là rồi anh em ạ. Hết đạn phóng lựu nên đổi qua Ska chơi thôi. Ui, full đồ tím luôn anh em, thì ghê chưa? Full đồ tím thì ghê quá rồi anh em ạ. Với mỗi tội là hơi nhiều túi máu, mình sẽ lượm thêm đạn súng trường. Đây đây. Bên này có gì không? Để 7 túi máu là vừa. Của thằng này cũng có 79 á. Ồ, ok ok đi. Đi bạn ơi. Đây ok. Đây có lôi bạn ơi. Hôm nay là thỏ quậy đi với thỏ bông anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào. Bên này nhiều túi máu quá và sao. Này em hát xong một thằng ngồi trên ghế trên nhà Doraemon. Ủa, trên nhà Doraemon có ghế khi nào vậy? À, ngồi trong ghế á. À, anh không biết tại vì cho nó toàn là thủ trên cái ghế ở tầng 2 thôi. Nhà Doraemon anh chưa thử bao giờ. Bạn ơi, lái xe bạn ơi. À, ngồi ngay vàng á. À, anh biết rồi, anh tưởng là ngồi cái ghế để núp cơ. À, làm gì có ghế đấy đâu. Không biết. Thế các bạn bảo là trên nhà Doraemon có nghe vàng. Thế như là mình, à có gặp ông ạ ở khu nghế địa hay có ngay vàng trên nhà Doraemon không ạ? Chúng ta phải đi qua ngay vàng. Ê, bên dưới. Bạn ơi, đây rồi.
Ui bạn ơi. Ui bạn ơi. Ui bạn ơi. Ui bạn ơi. Ui. Ui bạn ơi. No. Ui bạn ơi. Ui. Ui. Ok. Sát thủ ơi. Bạn ơi. Ơi. Phóng lựu à? Ơ, mình không có phóng lựu, nếu không thì mình đã ăn hai mạng này rồi bạn ạ. À được. Này, chích cho cậu phát máu này. Không bạn ơi, ở đây nhiều máu lắm mình không cần đâu. À chích à? Không. Trình độ không lên cao. Mình có thể tự bơm được mà. Bạn không cần phải không như cả. Vậy đâu. Còn này cái giá phải trả cho hai mạng đi cậu. Không bạn ơi, thế là bạn đã có được mấy kill rồi bạn? Mình mới có 3 kill thôi. No. Hợp lý không cậu? Mình thấy không hợp lý lắm bởi vì mình cũng có 3 kill thôi bạn. À đù. Ơ, mình muốn mạng nhiều mạng hơn bạn cơ. Đây ok cậu. Các bạn, chúng ta sẽ chạy lên phía trên cái đã. Cùng đi săn mạng nào anh em. Thì nữa kiếm được con xe chỗ chạy thì ngon. Sẽ chạy lên trên chỗ tính này coi. Từ đây, ở ngay phía 285 thì phải anh em ạ, có ngay một cái tính này. Để ý người xung quanh cái rồi là chúng ta sẽ rút tính luôn. Không có ai, không có ai anh em ơi. Đúng người anh em thiệt mạng. Wow, người em thiệt mạng. Các bạn ơi, chỉ là một cái thính nhẽ đối với em thôi mà. Tại sao bạn lại chơi như vậy? Sát thủ. Ui. Cái này em có dựng tường băng mà. Ơ, nhưng mà bạn cũng dựng tường băng mà. Tại sao bạn lại chơi như vậy? Mình có dựng tường băng đâu, mua có dựng thôi mà. Ơ, thế á? Trái. Mình sẽ tưởng bạn dựng nữa. Đây đây, đây rồi, đây rồi. Đừng bạn ơi, 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 đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Ui, đừng bạn ơi, đừng sát thủ ơi, đừng. Đừng sát thủ ơi. Đừng sát thủ ơi, đừng sát thủ ơi, đừng sát thủ ơi. Ui, đâu đâu ghê vậy? Ui. Sát thủ ơi, xây nó, xây nó. 30. Ui. Ok. Nhanh qua cứu phát ông ơi. Thoát cả team, tưởng tôi die rồi. Wow. Thank you so much. Ui bạn ơi, mình còn ít máu bạn dựng bom keo là mình sợ. Tí nữa mình chơi lên nhà mà. Không bạn ơi, mình sợ bạn ạ. Xíu nữa mình die rồi bạn ơi. Không có gì để sợ cả, có mình đây rồi. Ok. No. Mình sẽ qua lên máu cái đã. Bom keo mọi người anh em thấy mạng. Hết máu rồi nha em ơi. Mình nghĩ là anh mình không cần đâu. Đúng bom keo luôn này. À có chứ, tí lượm bom keo anh em ơi. Để còn chặn sát thủ nữa mà. Tính cả rồi. Đấy. Có đây lượm bom keo cái đã. Một đống là bạn nói có lẽ là hơi quá. Có 4 quả bóng keo ông kia một đống. Hơi sai sai không ạ? Thì tại vì lúc đó là 8 quả. 4 quả bằng một đống á? À, không biết là cô giáo dạy ông kiểu gì. Được. Trang bị cái bán súng 3 và MP40 nhé. Mình sẽ ưu tiên bán súng cho súng tiểu liên hơn. Cái này nhưng mà nó chắc rồi, nhìn phát bên này. Phát bên này, cả này. Thế khỏi chị qua ông ơi, chị qua làm cái gì? Chị qua mấy khu khác đi. Đây tính bên này. Ok, cảm ơn Linh Lê đã gửi quà tặng nha. Ui, này em dích cho em. Ui, gửi cho anh full chảo luôn được. 18 chảo rồi nha mày. Ui, vẫn đang còn cả. Ghê, anh sợ em rồi đấy nhá. Thế rồi. Ui, bọn ra gửi tận 3 mấy luôn cả. Ui, hôm nay dích kít thì em. Này, không biết là Linh nó có chuyện gì nó gửi cho mình tận 45 cái chảo này. Thank you em nha. Đây. Đại gia có khác anh em ạ. Tôi pua này. Linh dích có khác. Để coi nào. Xem là cái chảo bao nhiêu xu một cái chảo này. Ui. 7 xu một cái chảo đây anh em, nó gửi tôi tận 45 cái chảo. Ghê. Ê, bên là xe mới này. Xe nào xe. Ê, chúng bạn nữa, chúng bạn nữa. À, phía trên, phía trên. Đi ông ơi, đi ông ơi, đi ông ơi, đi. Đấy có được không? Đấy đuổi đâu. Ui. Nó đã gửi cho mình thêm một đống phút xít nữa. Ui, em ơi. Linh em ơi, hôm nay dích kít thế em ơi. Hôm nay gặp đại gia donate anh em ạ. Ủa. Ủa đây này. Đây. Này. Ui, cái đậu xanh đây này. Ui, cái đậu xanh đây này. Ôi bạn ơi, yeah. Ngay phía dưới có người nữa bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng. Bạn ơi đừng. Ô, nó chạy xe rồi. Nó chạy xe à? Thế phía dưới có người nữa ông ơi. Hai thằng khác team à? Hai thằng khác team à? Tưởng cùng team. Ôi ôi, đập dương hả? Hôm nay lại dích thêm em. Xe bạn ơi. Đây bạn ơi. Ê, bên dưới. Ôi bạn ơi. Từ bạn ơi. Thế mình ở trên cho, mình ở trên mình canh cho bạn ơi. Trong nhà. Đâu nhỉ? Đây à? Bạn ơi, ra 195. Chỗ hướng 195 nhá. Mong rằng bạn không bị xanh mộ. Tôi lút đồ cái đã. Bạn ơi, đừng xanh mộ nhé bạn. Mình chờ đợi bạn. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Mình đang ở trên mà.
Ơ ô, nó đâu rồi? Ủa, con xe thằng kia quay lại, thằng kia quay lại ông ơi. Thằng kia quay lại rồi anh em ơi. Gắt quá anh em ơi. Quay lại này, đậu xanh. Xuống xe em ơi, xuống xe em ơi, xuống xe em ơi, xuống xe em ơi. Ui, nó chạy sang quá nhỉ. Ôi trời ơi, cứu mình. Ui ui bạn ơi, mình đây, mình đây, mình đây. Có một đứa vừa chạy xuống thì phải không ạ? Nó chạy xe xuống không phải. Ủa, thế nó đâu ta? Nó chạy rồi, chạy mất tiêu rồi ông ơi. Con thấy, con thấy. Ơ, bạn định ăn mặn một mình sao? Wow. Sát thủ, hãy quay lại đón mình. Hãy quay lại đón mình, sát thủ ơi. Đừng ăn mặn một mình nữa. Bạn đừng rẻ tiền như vậy, được chứ? Please. Đây. Lên xe nào người anh em. Chạy đi bạn. Thằng nào mà chạy xe ngang qua chỗ này. Ok, cảm ơn bạn Yến Nhim FCPZ nha. Ui, Linh em ơi, hôm nay là gửi cho anh hơi bị nhiều quà đấy. Anh đếm này bao nhiêu cái mũ đếm chưa hết anh em ạ. Hôm nay gặp toàn những đại gia donate cho sĩ kẹo này. Ghê thật. Ok, thì kêu tổ nha. Đây á. Ui, bạn lại phá xe rồi. Có mỗi khẩu súng SDM thôi mà bạn lại phá xe à. À, đi nào người anh em. Còn lại có 7 đứa nữa anh em ơi, sắp top 1 rồi các bạn ơi, cố top 1 nào anh em. Ui, trên này có ai không vậy? Trên này kẹo chưa thấy ai đâu. Cậu không để ý được coi. Đầu tiên thì á, ok. Chúng ta sẽ qua hướng thính nha anh em. Ok, cảm ơn bạn Phát Huỳnh đã gửi quà tặng nha. Thank you bạn. Thế thì cũ em bên trái, bên trái, bên trái. Đây, 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 đều ngoài, đều ngoài. Biết nó ở đâu rồi? Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, mình biết rồi, mình biết rồi, mình biết rồi, bạn ơi đừng. Đừng sát thủ ơi. Đừng sát thủ ơi. Mình dựng bom keo chặn nó rồi bạn ơi. Đừng sát thủ ơi. Mình đã chặn nó rồi bạn ơi. Hi. Và cái địch đang ngồi ở trong nhà này anh em ạ. Nó bị mắc kẹt ở trong rồi ông ơi. Ui, nó dựng thêm bom keo nữa. Thôi kệ ông ơi, thằng này không sống được đâu. Thế mà ok. Dựng thêm đi bạn. Ủa bạn đã rồi. Thế chắc nó bị... chưa có góc lác rồi không ạ? Hay là độn thổ rồi? Ui dồi ôi. Nó đâu giống ơi? Đây à? Ôi bạn ơi, bạn đừng giết nó. Ui okay. Bạn ơi. Bảo bạn ơi. Thôi thôi bạn ơi, lên xe nào bạn ơi. Biết thế mình chạy vào mình kêu nó luôn anh em ạ. Để sát thủ nó ăn mạ này, buồn quá. Sát thủ ơi, mình đang tính chôn nó mà tại sao mà lại ăn mạ của mình. Ui dồi ôi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Đi, không được, ui. Bạn này đừng. Bạn này đừng, bạn ơi, nó có phóng lựu này, đừng bạn ơi. Nó có phóng lựu này, bạn ơi, đừng bạn ơi. Ui. Cứu mình, cứu mình, cứu mình. Nó liều mạng với mình. Đậu xanh. Cứu phát ông ơi. Cứu luôn đi bạn, chỗ này có ai đâu. Cẩn thận quá mức ông ạ. Đây đang bơm máu cái đã anh em ơi. Từ từ. Có phải dựng bom keo đâu ông ơi. Ui Linh ơi, hôm nay em gửi cho anh nhiều quà tặng thế nhỉ. Ui, nó gửi tặng cho mình hơn 50 mấy cục xít rồi anh em ơi. Căng 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 căng. Để gắt quá rồi em ạ. Gắt quá rồi em ơi. Gắt quá rồi em ơi. Ui. Gắt quá rồi em ơi. Ok. Đậu xanh còn đúng bạn đã có được mã thứ 7 rồi nhá. Ờ thì mình bảo bạn chạy ra. Chạy ra bắn làm gì, mình đang bắn nó mà. Ui bạn ơi, bạn tính. Khi bạn không có máu nhưng vẫn thích cái em mạng. À hay quá nhỉ. Ê, bạn ơi, bạn không có máu được cái ad mạng. Ok ok. Cho nó vậy, cho nó vậy. Cho nó vậy ông ơi. Cho đấy á. Ok ok, để coi. Cho trước mặt hả? Rồi để coi đây. Thấy rồi ông ơi, thấy rồi ông ơi. Lên bạn này. Yếu. Quay đây. Một thằng yếu rồi. Đây bạn ơi. Đây bạn ơi. Giữ con keo dần dần á. Ui. Bạn này. Bạn này đi theo. Có vẻ hơi ghê. Ui. Thế chỗ nó vẫn đang xế nhau này. Thế có thằng nào sau á. Ghê vậy, ghê vậy. Mới đang còn đấy không ạ? Ở trên này, ở dưới vậy. Ê, ở dưới, ông ơi, ở dưới ông ơi. Ai là xin tòi rồi. Bạn này, mình hết một kèo rồi. Nó có liệu, nó có liệu, nó có liệu ông ơi, nó có liệu ông ơi. Ui. Ghê thế sao chơi, ui, full liệu anh em ạ. Ui. Gắt rồi anh em ơi, như này thì gắt rồi. Để mình lên tự giác nhỉ, mình có phóng liệu. Có liệu không? Tự giác được không? Ok, ok đi, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Bắn đi ông ơi, bắn đi ông ơi. Ui giời ơi, nhân giống rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Quỳ lại trước chân mình đi bạn ơi. Quỳ lại đi bạn ơi. Nhưng mà cái giá phải trả sát thủ đang nằm bò anh em ạ. Còn tôi thì nhảy này.
bất tử luôn. Bất tử là bất tử thế nào? Mình nhà mời dích thế em ơi. Hôm nay mình đã live stream đủ 3 tiếng. Thế là mình chỉ có được 7 kill nha, mà sát thủ nó tận 10 kill cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.